giá chỉ có 4,8 tỷ thôi. Đó, xe Hoa Mai toàn thắng là đi ngang qua đường ven biển luôn nè quý chị này. Đó, thấy không, đang đi xuống Phước Hải này. Đây xe toàn thắng đi nữa nè quý chị này, xe toàn thắng này là đi từ biển Lộc An đi Hồ Tràm về thành phố Hồ Chí Minh nha quý chị. Đó, đang đi xuống biển Phước Hải đón khách đi về thành phố Hồ Chí Minh quý chị ha. Đây xe toàn thắng này. Đó, mình cách cái đường ven biển này chỉ có vài chục mét thôi nha. Mến chào quý anh chị, là em đây, Phan Hảo và Rịa Ông Tàu, chuyên sang hàng ngọc ha. Thì hôm nay em đang có mặt tại xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ở phía trước màn hình quý anh chị là đường ven biển Võ Văn Kiệt ha. Và con đường đó là đường huyết mạch kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh. Đi ngang qua vị trí của mình nha quý anh chị. Đi về tỉnh lộ 44B và đi ngang qua vị trí của mình là đường Võ Văn Kiệt ha. Đi về Lộc An, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Lê Ghi, Bình Thuận, Xuyên Mộc ha. Và hướng ngược lại đây là về biển Phước Hải ha. Đi ra biển Phước Hải khoảng tầm hơn 1 km thôi. Ở đây thì hôm nay em lên cho quý anh chị lô đất là hai mặt tiền nha. Đây. Lô đất mình lô góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp. Bên hông căn biệt thự này nha quý anh chị. Đất của mình là cao ráo bằng đường ha. Chủ đã đo ranh cắm mốc và bao quanh hết bờ đá rồi nha quý anh chị. Đây. Đường này là đường nhựa khoảng tầm 8 mét nha quý anh chị. Đường hai ô tô né nhau thoải mái luôn. Thì tổng diện tích lô đất của mình là 792 mét vuông ha. Bám mặt tiền đây, từ cái mấy này qua ngay sát biệt thự luôn là 20 mét, sâu vào trong là 39,7 m. Chủ đã lên 100 mét thổ cư rồi. Mà giá chỉ có 4,8 tỷ thôi quý anh chị. Đất của mình là quay về hướng đông ha. Hướng cực kỳ mát luôn nha quý anh chị. Đây, quay về hướng đông ha. Hướng này là hướng đông rồi. Đây, em quay vào lô đất cho quý anh chị xem. Ở đây vị trí của mình là di chuyển về biển Phước Hải khoảng tầm hơn 1 km thôi. Và đi về biển Lộc An khoảng tầm 4 km. Đi Hồ Tràm khoảng tầm hơn 8 cây ha. Và cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đâu đó khoảng tầm 80 km. Đây, chủ đã bao quanh hết bờ gạch rồi nha quý anh chị. Đó, sâu vào trong 39,7 m quý anh chị. Chủ đo ranh cắm mốc hết rồi. Bao quanh hết bờ gạch luôn ha. Có sẵn bờ móng rồi cho quý anh chị, mình có thể làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha, hoặc là làm kho xưởng. Vị trí mình khá là gần biển, đi ra biển khoảng tầm 3-4 phút thôi. Đây tới cặp này cho quý anh chị, sâu vào trong tới biệt thự là cái chiều ngang này nè, cái chiều mà bám mặt tiền đường nhựa là 20 m. Em xin nói lại ha, sâu vào trong là 39,7 m, tổng diện tích là 792 m2. Chủ đã lên sẵn 100 m thổ cư rồi. Mình xây dựng tự do ha. Mình có thể làm biệt thự giống vậy quý anh chị nè, hoặc là mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Để em quay ra ngay đường ven biển Vũng Tàu Bình Châu cho quý anh chị xem. Đường Võ Văn Kiệt ha, đường ven biển đây. Hướng này là mình đi ra biển Phước Hải chỉ tầm hơn 1 km thôi nha quý anh chị. Nói chung là chưa tới 2 cây ha. Bên hông căn biệt thự cực kỳ đẹp luôn quý anh chị. Lô đất mình đây ha. Cách đường ven biển Võ Văn Kiệt này đâu đó khoảng tầm 70 mét đúng quý anh chị. Ra đây siêu siêu là đấy rồi ha. Đối diện mình là Hotel Quốc Hưng nè. Hotel này khá là lớn luôn. Thì đường ven biển Võ Văn Kiệt này là đi về biển Lộc An, đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc đây nha quý anh chị. Đi về biển khoảng tầm 4 km là đến biển nè, Lộc An nè. Mà cách Hồ Tràm khoảng tầm hơn 8 cây ha. Đây, đối diện ngay biệt thự Quốc Hưng đi vào quý anh chị nè. Biệt thự này khá là lớn luôn. Để em quay ra ngay tỉnh lộ 4B đang mở rộng ha. Thì đường này là sau này mở rộng khá là lớn luôn quý chị. Ở đây mình là gần trường học này, ủy ban nhân dân này. Rồi trung tâm hành chính huyện lên cũng khá là gần, gần chợ luôn nha. Đây là trường học cho con biết. Đây là đường 4A rồi quý chị. Phía trước mình là đường tỉnh lộ 4B đang mở rộng, đường 42 m đó quý anh chị. Đang mở rộng luôn ha, đường này nè. Sau này nó bắn về đường ven biển, bắn về đây ha.
À, mình cách cái con đường Võ Văn Kiệt này khoảng tầm vài chục mét thôi. Đây, đi mình đi xuống biển đây khoảng tầm hơn 1 km là đến biển Phước Hải rồi quý vị. Và cũng là hướng đi về biển Long Hải được luôn ha. Đi về thành phố Vũng Tàu. Còn hướng này là đi về thành phố Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 80 cây ha. Và đi lên đây vòng xoay ra Đất Đỏ, tượng đài mẹ Võ Thị Sáu thì khoảng tầm 4 km nha quý vị. Đi hướng này ha. Đó. Anh chị nào mà quan tâm lô góc hai mặt tiền thuộc xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì inbox liền cho em nha. Giá chỉ có 4,8 tỷ thôi. Đó, xe Hoa Mai toàn thắng đi ngang qua đường ven biển luôn nè quý chị. Đó thấy không? Đang đi xuống Phước Hải nè. Đó, đây xe toàn thắng đi nữa nè quý chị nè. Xe toàn thắng này là đi từ biển Lộc An đi Hồ Tràm về thành phố Hồ Chí Minh nha quý chị. Đó, đang đi xuống biển Phước Hải đón khách đi về thành phố Hồ Chí Minh quý chị ha. Đây, xe toàn thắng nè. Đó, mình cách cái đường ven biển này chỉ có vài chục mét thôi nha. Đó, anh chị nào mà đang quan tâm gần biển Phước Hải thì inbox liền cho em nha. Đó, xe toàn thắng. Để em quay sổ và soi quy hoạch chúng gì xem. Đây là cái sổ của mình quý vị ha. Thửa đất số là 60, tờ bản đồ 72, địa chỉ xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 792,2 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là 100 m thổ cư, còn lại cây lâu năm, thời hạn rất là lâu dài. Và đây là cái thửa của mình, đất của mình là hai mặt tiền ha. À, hướng đông nam cho quý chị, một hướng đông và một mặt tiền hẻm bên này là hướng nam. À, mặt tiền đường nhiều là thông luôn ha. Để em soi quy hoạch cho quý chị xem. Các quý anh chị, mình lô góc hai mặt tiền cực kỳ đẹp luôn ha. Ngang 20, sâu là 39,7 m. Tổng diện tích là 792,2 m². Thì sau này đường nhựa này có vào vài mét ha. Vào khoảng tầm 8 m, nhưng mà nếu mà vào thì vị trí mình càng đẹp luôn nha quý anh chị. Khi đó là sẽ là mặt tiền đường nhựa vỉa hè thì cực kỳ đẹp luôn ha. Mình nếu mà không làm thì cũng được, nhưng mà nếu làm thì càng tốt ha, không sao. Nhiều lúc anh chị ngại về quy hoạch đường như thế, em nghĩ thì nếu mà quy hoạch vào thì nó vị trí mình nó đẹp hơn ha, tại vì vào ít thôi nha quý anh chị, không đáng kể ha. Rồi anh chị nào mà quan tâm cái sản phẩm gần biển, lô đất góc hai mặt tiền đường nhựa thông này thì inbox cho em, gần trường học, chợ, ủy ban, đi ra biển chỉ tầm 3 phút thôi. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video, không quên cho em một like và đăng ký kênh nha quý anh chị.